tao bỏ chạy mày. Tại công an bỏ chạy mày. Dạ, tại vì em không biết anh là công an. Không phải tụi bay cố ý không biết rồi bỏ chạy hả? Lục xét tụi nó. Đứng yên mày. Cái gì đây? Hả? Chạy nó ra mày. Cái này cái gì đây? À, mày giấu hàng hả mày? Hết rồi á. Tụi bay vận chuyển số hàng lớn lắm mà. Để nó ở đâu? Không, không còn anh ơi. Lục xét người nó coi. Lục xét kỹ nó coi. Mở cốp xe ra mày. Nhanh mày. Nhanh mày. Dạ, dạ. Đi mày. Cái gì đây? Trời nữa không? Hả? Cái gì đây mày? Trời hả mày? Nguy hiểm lắm. Đứng vô. Để tao. Hai thằng kia chạy đi. Anh Lý đang chạy tụi bay đó. Chạy đi. Nó lại vậy? Tao không biết nữa. Anh Kiệt. Trời ơi, không còn lời lẽ nào nói tụi bay nữa. Không đánh không được mà. Trời ơi. Ngu, ngu, ngu gì mà ngu như con bò. Hết chuyện dắt nguyên đám của mày tới đây. Mày chạy xong hả? Hả? Nhị. Nhị. Ông buông ra coi. Tôi đang xử tụi nó. Ông xí vô tôi đánh luôn ông bây giờ. Nhĩ à, anh ơi. Thôi đi mà. Tụi nó ôm hàng về tới đây, coi như là tụi nó chuộc lỗi rồi. Bỏ qua cho tụi nó đi. Nếu anh Kiệt không đi ngang qua thì tụi bay chết chắc rồi đó. Tụi bay nghe chưa? Ngu như, ngu như bò. Ngu như bò. Nhĩ, anh Lý đang đợi anh nãy giờ. Tao biết rồi. Tha cho tụi nó đi. Tụi biết tôi làm cái gì mà. Tụi bay bị lộ đến nỗi công an biết mặt rượt theo, làm sao anh Lý giữ lại đây hành nghề? Hỡi là lần này A Lý xử lý, nếu như ông Hùng xử lý là tụi bay không còn cái đầu nữa rồi. Không còn cái đầu. Không còn cái đầu để đón đó. Đúng là cái đầu bò mà. Giờ chỉ có nước theo ông Hào làm củ vàng ở biên giới giao hàng. Mày nhìn cái gì vậy? Mày đứng nhìn cái gì vậy? Dắt tụi nó đi gặp ông Hào đi. Dạ. Đứng dậy mày. Dạ. Ngu nè. Đi. Dạ chào anh. Chào anh. Chào đại ca. Rốt cuộc anh gọi em tới có chuyện gì vậy? Ông Hùng thượng long cho mày 20 chai vì là cu lấy hàng. Thời buổi hiện đại, đến nỗi bây giờ giang hồ cũng không cần xài tiền mặt nữa hả? Từ lúc bà Diệu Hồng về Việt Nam thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Khỏi ôm cái cọc tiền chạy tới chạy lui. Nhưng mà em xài cái này sợ bị lộ không? Mày khỏi phải lo. Bà có công ty chính danh, mua mấy cái thẻ quà tặng lại công ty lớn tên, người dùng có trời mà biết lượng. Quan trọng là công ty bà chuyển tiền vào, chịu trách nhiệm. Cảm ơn anh.
Anh gọi em tới có chuyện gì vậy? Thăng chức cho mày. Ông Trung sắp về Việt Nam hả? Không hẳn. Nhưng ông Trùm ông kêu mày làm tài xế riêng cho vợ chồng bà Hồng. Vậy mà anh cũng nói nữa. Sao vậy? Sao mặt mày yếu xìu vậy? Công việc lại an nhàn và dễ kiếm tiền hơn công việc mày đang làm á. Anh cũng biết rồi đó. Em muốn làm việc trực tiếp cho ông Trùm, muốn được giao trọng trách để có nhiều đất hơn mà phô diễn bản thân mình. Công việc lại cũng lâu quá dễ. Không phải ai cũng lựa chọn cho công việc này lâu. Nhưng anh cũng biết em rồi đó, cái kiểu ngồi mát ăn bát vàng không hợp với con người của em. Mày là theo tụi tao bấy lâu lại, đã lên lúc mày phải nghỉ ngơi. Với lại công việc lại không đơn giản như mày nghĩ đâu. Có nghĩa là em không được quyền từ chối đúng không? Nhất ngôn cửu lệnh, phải làm theo thôi. Cứ tạm thời biết như vậy đi đã. Khùng hả? Chảy máu còn cười. Chuyện nhỏ thôi mà. Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy mà còn nói là chuyện nhỏ. Nè, lần sau đừng có hù em nữa, thì em sẽ không có đập vô đầu. Nhưng nghe mà chưa? Bây giờ em bạo lực hơn trước rất nhiều đó. Tại bây giờ gặp toàn là cái bọn du đảng không à. Thời thế bây giờ thay đổi rồi, phức tạp lắm. Được rồi đó. Nè, sao hôm nay nhìn em mệt mỏi quá vậy? Nói anh nghe coi. Bao lâu rồi anh mới về thăm em? Ha, cũng lâu rồi đó. Anh nhớ em thiệt đó. Sao vậy? Anh muốn hỏi em chuyện gì? Anh nhớ em thiệt mà. Em biết, nhưng mà cái đó không có đủ mạnh để anh bỏ hết công việc về đây thăm em giữa đêm khuya như thế này. Đau. Em chỉ muốn nói là em yêu anh, em rất yêu anh. Anh cũng biết điều đó mà. Cho nên anh muốn hỏi gì thì anh cứ hỏi đại ra đi. Nếu em biết thì em sẽ trả lời. Thực ra thì ở lý điều anh về làm tài xế cho Trí Tài và bà Diệu Hồng. Anh không từ chối được. Vậy cũng tốt mà. Anh cứ qua làm đi. Tốt cái gì? Hả? Ngay cả bản thân em cũng nói vậy à? Có vẻ như là đại ca Hùng bây giờ đã quá mạnh trong bóng tối, cho nên là bây giờ ổng muốn dương ra ngoài ánh sáng. Đó cũng là một cách công khai tao là ông Trùm thôi mà. Đang đường đường chính chính dắt quân đi đánh trận, bây giờ về làm con chó canh giữ cho bà Hồng vậy đó hả? Có sao đâu. Tiền nhiều, công việc nhàn hạ, anh còn muốn cái gì nữa? Anh không thích. Anh muốn làm việc trực tiếp với đại ca. Nếu mà anh muốn trực tiếp làm việc với đại ca thì anh càng phải làm việc với bà Hồng trước. Tại vì em tin chắc là đại ca đang ở đâu đó xung quanh bả thôi. Ý em là sao? Em chỉ biết có vậy thôi.